Các bạn thân mến, hôm nay thầy tiếp tục dạy chúng ta cái bài tập để nâng cao lên. Và qua bài này thì sau này các em sẽ làm đồ án tốt nghiệp rất là tốt nếu các bạn cố gắng phát huy cái khả năng của mình. Bài học hôm nay thì chúng ta sẽ làm xong cái phần là sign out, bởi vì như chúng ta biết là bài hôm trước thầy đã làm đến phần quản lý điểm của chúng ta là danh sách hồ sơ này, nhập hồ sơ này. Đấy. Và thêm nhập hồ sơ thì gồm có thêm sửa xóa, thêm sửa xóa. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ cái trạng thái đăng nhập là thầy. Đấy. Đăng nhập ở đây thì chúng ta chú ý như sau: đăng nhập họ tên khi sign up rồi thì chúng ta đăng nhập đến lúc này người này tên là thầy đây, Thành đây. Thì chúng ta chú ý nhá, trong cơ sở dữ liệu các em phải để cái vai trò là quản lý. Cái này là chúng ta nhập thủ công, nhưng sau này chúng ta sẽ làm một cái bảng cũng nhập vào và nhập cái vai trò này vào. Đấy, giống như là người quản trị ở trên trường mình ấy, thì cho các em là vai trò là sinh viên thì không được quản lý được, còn vai trò là người quản lý phòng đào tạo thì người ta sẽ cho vai trò là quản lý vào đây. Ta có thể ghi là một chữ gì bất kỳ được để trong khi mà chúng ta sử dụng cái hàm ít. Đấy. Ví dụ như là ở đây chúng ta phần đăng nhập này, đây. Đó, email của chúng ta đây nhé. Đây, session đây. Session của chúng ta login này, user này, vai trò này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ, đây là kiểm duyệt đúng không? Nếu nhập vào email mà nó không đúng thì nó sẽ bắt chúng ta phải gì? Phải login lại. Đấy, nếu sai thì login lại, nếu không thì vào được trong và nó đặt section vào đây. Sau đó thì chúng ta đưa cái đường dẫn, tức là gọi cái trang index qua com ra, tức là đang gọi trang chủ ra, hay trang chính của website chúng ta, trang chào đấy. Đấy. Có nghĩa là nếu không đúng thì nhập lại, đúng rồi thì sang đây. Đây có if và else, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái module nữa, đó là module trong controller. Ta làm cái này trước xong ta dùng cái kia sau. Trong controller này thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp. Các em đặt tên cho thầy là đăng xuất hay là sao cũng được, mà tùy các bạn nhé. Chúng ta đặt tên thôi, đặt tên cho nó đăng xuất và sao. Chúng ta nhấp OK cho thầy. Đấy. Thế trong phần đăng xuất thì các bạn sẽ viết mã cho thầy như sau: user coordinate controller. Đó. Đăng xuất cứ mình đã làm rồi, là name page nó phải ở dưới này. Đây, cắt trên này đi, này. Nó mới đúng được, không được namespace là phải ở trên cái khai báo này nhá. Use coordinate. Mình thấy nó hơi chậm. HTTP. Response interface. Request interface cũng được, trước cái này. Tên này được. Và các bạn kế thừa cho thầy Extend là kế thừa nhá, kế thừa file, kế thừa lớp nhân của nó. Controller. Đó. Các bạn khai báo cho thầy public hay là protect để lớp ngoài là không nhìn thấy. Validation. Vậy là các bạn cho hàm construct ra public function. Đấy. Cái này thì các bạn xóa cái cuối đi cho thầy. Xóa cuối nhé. Đấy. Đây là cái hàm này là hàm lớp cha, chúng nó kế thừa ra. Đấy, con chắc mình kế thừa ra, kệ nó thôi. Bây giờ các em sẽ cho cái section vào cho thầy. Zip validate bằng config. Tiếp theo là service. Tiếp tục zip session bằng config service session. Rồi bây giờ các em ghi cho thầy session start. Cái này phải khởi động nhá, session start mà không có, nó không làm việc được với nó, đúng các em. Và các em đã viết tiếp cho thầy ở đây là helper url, tiếp theo là form. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo một hàm logout public function. Đăng xuất. Các bạn đây khai báo nhá. Thế thì chúng ta trở về cái đăng nhập, đăng nhập này, thì chúng ta nhìn thấy là cái data section ở đây nhá, nó bằng cái này. Đó, chúng ta copy sang bên kia, copy sang bên đăng xuất, copy bên đăng xuất nhá, em đều ở đây, thì vẫn là cái section này. Vẫn là cái section này. Các bạn hiểu chưa? Vẫn là section này. Thế bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới này. Đăng xuất rồi chúng ta sẽ gọi kia là zip section. Section start ở đây rồi nha, là khởi động rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thì vì là chúng ta đăng nhập vào thì nó tồn tại những cái biến trong cái mảng là section data bằng login bằng chu này, username bằng user kết quả này, ta cứ để đây. Chúng ta xong thì chúng ta sẽ Zemo đi. Ta Zemo đã ta xóa bỏ nó đi. Rồi lúc đầu chúng ta login user, kết quả này ở phía trên rồi. Thì bây giờ chúng ta Zemo đi nhá. Zemo thì lúc này các em làm này cho thầy. Vì cái này nó không phải là nó là giá trị, cho nên chúng ta xóa giá trị đi. Ở trong cái bảng này chúng ta xóa từng cái như một nhé. Các em để đấy cho thầy. Đấy. Cái này nó ở trên thôi, ở phần login thôi, xóa đi nhá. Và chúng ta lấy nốt cái vai trò ra. Các em chú ý cho thầy. Đấy. Cái này chúng ta xóa đi nhá. Bảng chúng ta là biến, có nghĩa là login này, user vai trò là session là biến. Ở trong bảng này thì bây giờ chúng ta Zemo là chúng ta cho là session data vào đây. Các em nhớ chưa? Đấy. Và các em cho thầy một cái lời nhắc là đã về log out. Sau khi ấy rồi thì chúng ta sẽ đi log out như này. Đây là lời nhắc nhé. Lời nhắc là log out successful. Đấy. Sau đó ta lại di tơn về thì nhỉ? Ta lại trở về trang. Ta lại trở về trang chính. Là chúng ta di tơn view. Cái này về trang chính thôi. Về trang chính của chúng ta ở đây là ở phần đăng nhập. Tức là đây về trang chính đây. Index qua khoảng. Đó. Chúng ta lại trở về trang chính. Thì trở về trang chính ta copy cái này. Hoặc là các em chạy ra cái trang kia cũng được rồi thôi. Ta copy phần này nhá. Đấy, đăng xuất. Thầy xóa này đi. Đây gọi view thường. Đó. Đường dẫn thì ta lấy URL trên này luôn nhé. Ở bay URL. Mới vào đây. Cái này cũng giống như ta gán vào đường dẫn vào đây thôi. Cái này chẳng qua là đường dẫn thôi. Thì ta dùng là bay URL thay cho cái đường dẫn bằng bay URL ở phần kia. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào index của chúng ta, một trang qua quăng. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho là đăng xuất danh sách hồ sơ này, người đăng nhập này. Bây giờ thầy cho một cái copy cái này xuống, nghĩa là ta gọi là đăng xuất. Thì chỗ này chúng ta ghi là đăng xuất, xong ta sửa cái này sau. Và bây giờ ta sẽ sửa cái này sang là ta đưa nó về controller nhá. Cái đường này là đường dẫn đến controller, thì ở đây là đăng xuất quản lý điểm, đăng xuất này, quản lý điểm, đây là tên lớp đăng xuất, là ở đây gắn một cái này nhá, chữ này vào đây. Đấy, thì còn bây giờ hàm của nó là gì? Hàm của nó là đăng xuất, cũng là đăng xuất luôn. Thầy đặt thầy cho tiện đúng không? Đăng xuất, đăng xuất. Vậy chỗ này chúng ta ghi là đăng xuất. Rồi ta đã dẫn nó về, đưa nó về trang chủ, đưa về logout. Thì bây giờ ta phải copy cái này để ta làm router, đúng không? Rồi bây giờ các bạn lên router đã. Rồi để em sửa cho thầy đăng xuất. Hàm cũng đăng xuất cùng tên với lớp, cùng tên đấy thì là thầy mới làm ví dụ như thế. Còn nếu không cùng tên, tên khác cũng được thì mình phải thay tên. Đấy, chúng ta chọn đây là đăng xuất. Ở chúng ta đây là đăng xuất. Hoặc nếu mà chúng ta để là logout cũng được, để các em có thể là ví dụ thầy viết này cho các bạn dễ hiểu nhé. Logout cũng được. Đấy, logout thì trên router của chúng ta phải ghi chỗ này là logout. Rồi chúng ta cũng lại phải sửa lại ở bên đây. Đấy, thầy dạy như thế để cho các em đưa ra nhiều cái phương án nhé. Đúng không? Đến lúc này hỏi là sao em cứ phải viết như thầy, mà chúng ta có thể viết theo khác. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lên trên. Đây, logout. Chỗ đây, chỗ này chúng ta không được giá như thế, đúng không? Chúng ta thấy lỗi như thế rồi. Rồi chúng ta sẽ quay trở về logout cho thầy. Xóa cái đấy, chỉ bằng bay URL thôi, không phải là zip bay URL lại bằng zip. Bây giờ là bằng chính nó, vậy không được đúng không? Ta thay lại cái này cho thầy nhé. Đấy, gọi là chúng ta xem này. Đây, đăng nhập của thầy là thành rồi. Logout. Hết, đúng không? Tức là trạng thái làm mất rồi đó, em thấy chưa? Logout và xóa đi nhá. Đó, logout, login là ngon lành rồi. Bài này rất là dễ đúng không? Thế thì bài sau thầy sẽ nhập điểm. Còn nói chung là ta hoàn thiện được cả logout rồi. Đăng nhập vào logout là xóa đi nhá. Và nhớ cho thầy cái phần trong Navigate này, phần Navigate cái quản lý này là các em phải có vai trò. Với vai trò này là cái lệnh gọi là để khi mà nó kiểm tra ở bài trước ấy, là nếu là quản lý thì được vào trong. Đấy, thì thầy đã làm cho các em xong cái phần logout. Cả lớp chú ý nhá. Đây. Rồi bây giờ thầy đăng nhập này, đăng nhập đây, các em này. UNESCO@gmail.com mật khẩu. Đúng không? Rồi bây giờ ấn vào nút lock out. Các em muốn cho cái chữ này là in hoa thì chúng ta vào view sang cái chữ này. Thì chúng ta chạy các em đặt logout vào đâu cũng được, có thể đặt ở trong trang khác cũng được. Đó. Máy của thầy đến chậm. Đấy, nó về nơi đang nhắm mắt rồi, đúng không? Đó, các em đã hiểu login và logout rồi. Kết thúc phần session nhé. Phần session coi như là chúng ta đã làm ngon.